Xin chào các anh em, lại là mình Truyện đây. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi thì Apple sẽ ra mắt sự kiện mới mang tên là Big Bộ Phone mình, và chắc chắn trong sự kiện này hãng sẽ ra sản phẩm là iPhone SE 3. Nhưng mà trước khi đón chào sự kiện sắp tới thì chúng ta hãy cùng nhìn điểm qua xem là đâu là những chiếc iPhone đáng mua trong tháng 3 này nhé. Còn chơi gì nữa, bắt đầu video thôi. Dòng máy đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là dòng iPhone 7. iPhone 7 và iPhone 7 Plus đã ra mắt từ rất lâu rồi, nhưng mà hai chiếc máy vẫn rất đáng mua khi mà iPhone 7 chỉ có giá chưa đến 3 triệu đồng và iPhone 7 Plus chỉ có giá là 4 triệu rưỡi mà thôi. Cả sản phẩm đều sẽ được chạy con chip Apple A10 Fusion, một con chip cũng ổn và giúp chúng ta có thể xử lý tốt những ứng dụng cơ bản như là Facebook hay là Messenger. Nếu như bạn nào yêu thích sự nhỏ gọn, tiện lợi thì các bạn có thể chọn iPhone 7 để cầm nắm một tay dễ dàng. Còn như những bạn nào yêu thích sự to lớn, rộng rãi, một màn hình to để đa nhiệm tốt hơn và làm được nhiều việc hơn thì chúng ta có thể chọn iPhone 7 Plus. Dòng máy tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là dòng iPhone 8 Plus và iPhone 8. iPhone 8 Series có thiết kế và bề ngoài y chang như là iPhone 7. Chẳng hạn như là iPhone 8 thì sẽ giống với iPhone 7, còn iPhone 8 Plus sẽ giống với lại iPhone 7 Plus. Điểm khác nhau thứ nhất là về cấu chip bên trong, khi mà dòng iPhone 8 được trang bị cấu chip là Apple A11 Bionic, một cấu chip mạnh mẽ và đến bây giờ vẫn có thể chiến tốt các tựa game mà anh em có thể quan tâm như là Liên Quân Mobile nè, hay là PUBG Mobile nè, hay là Liên Minh Tốc Chiến nè. Mặc dù vẻ ngoài của dòng iPhone 8 và dòng iPhone 7 tương tự nhau, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể phân biệt được hai dòng máy này. Chẳng hạn như là ở phiên bản iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus, chúng ta có thể phân biệt được nhờ phần mặt lưng, khi mà mặt lưng của iPhone 7 Plus được làm bằng nhám, còn mặt lưng của iPhone 8 Plus được làm bằng kính. Giá bán của iPhone 8 Plus hiện tại sẽ là khoảng 6 triệu đồng. Mình đánh giá mức giá này rất là hời cho anh em nào muốn trải nghiệm hệ điều hành iOS của iPhone. Trong khi đó thì iPhone 8 sẽ có mức giá là 4 triệu rưỡi, tức là giá của máy sẽ đồng giá với lại chiếc iPhone 7 Plus. Yên tâm đi, mình sẽ làm một video so sánh xem là trong đường giá 4 triệu rưỡi chúng ta nên chọn iPhone 8 hay là iPhone 7 Plus nhé. Nếu như các bạn đang mong muốn tìm kiếm một chiếc iPhone có mức giá dưới 10 triệu đồng và có một thiết kế không có hai viền cạnh dày như là iPhone 8 Series hay là iPhone 7 Series, thì mình sẽ offer cho bạn dòng máy là iPhone X Series. Khi mà dòng máy này đang có giá là 7 triệu 2 cho phiên bản tiêu chuẩn, tức là iPhone X. Ngoài ra chúng ta sẽ còn thêm 3 phiên bản nữa, đó là iPhone XR, iPhone XS và iPhone XS Max. Ây da, bữa giờ mình quên hoài à. Xin lỗi anh em, iPhone X hiện tại chỉ có giá là 6 triệu 6 mà thôi. Trong khi đó ở mức giá là 7 triệu 2, bạn sẽ sở hữu được một chiếc iPhone XS, phiên bản nâng cấp của iPhone X, phiên bản tiêu chuẩn. iPhone X được trang bị màn hình tay thỏ, một thiết kế nhỏ gọn, cầm nắm dễ tay, chắc tay và anh em có thể sử dụng một tay đi ngoài đường và làm việc hiệu quả. Máy được trang bị con chip là Apple A11 Bionic, một chip đã cũ có trên dòng iPhone 8, nhưng mà hiệu năng con chip này mang lại là không thể bàn cãi, khi mà nó vẫn cho phép chúng ta chiến tốt các tựa game mobile và đa nhiệm những ứng dụng hiệu quả, những ứng dụng làm việc giải trí như là Facebook, TikTok hay là Messenger. Về phần iPhone XS thì máy sẽ có ngoại hình giống như là iPhone X phiên bản tiêu chuẩn. Khác biệt ở chỗ là máy được trang bị con chip Apple A12 Bionic, một con chip mạnh mẽ hơn, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc của chúng ta nhiều hơn. Và hầu như người dùng sẽ chọn iPhone XS nhiều hơn bởi vì máy sẽ khắc phục được nhiều lỗi về kỹ thuật bên trong so với iPhone X. Hai phiên bản còn lại trong dòng iPhone X chính là iPhone XR và iPhone XS Max. Giá của iPhone XR chỉ là iPhone XS cộng thêm 100.000, tức là chỉ khoảng 7 triệu 3 mà thôi. Và nếu như bạn nào ưa thích sự gọn gàng, tiện lợi, có một camera đơn giản nhưng mà chất lượng chụp hình lại rất tốt thì anh em phải chọn iPhone XR. Còn nếu như những anh em nào mà muốn có được một màn hình to lớn, rộng rãi, làm được nhiều việc hơn, đa nhiệm tốt hơn thì anh em phải chọn iPhone XS Max, và giá của máy hiện tại đang là 8 triệu 8. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nói về dòng iPhone 11. Mình đánh giá rằng dòng iPhone 11 là dòng máy có nhiều sự thay đổi cả về thiết kế bên ngoài lẫn về cấu hình bên trong. Đầu tiên là về thiết kế thì iPhone 11 phiên bản tiêu chuẩn sẽ có khung được làm bằng nhôm nhám, mặt lưng là mặt lưng kính và có hai camera đằng sau. Máy vẫn được trang bị màn hình là màn hình tay thỏ, nhưng mà sự khác biệt đó là máy được trang bị con chip Apple A13 Bionic, một con chip có hiệu năng vượt trội hơn hẳn so với con chip Apple A12 Bionic trước đó. Amane, giá bán của con iPhone 11 bây giờ chỉ chưa đến 10 triệu đồng, một giá rất tốt, cho nếu anh em nào muốn quan tâm về con iPhone 11, anh em hãy click vào đường link bên dưới ngay nhé. Hai phiên bản còn lại trong dòng iPhone 11 chính là iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Hai phiên bản này sẽ có nhiều sự thay đổi hơn so với phiên bản iPhone 11 tiêu chuẩn. Chẳng hạn như là máy có đến 3 camera đằng sau cho chất lượng chụp ảnh đẹp hơn, rõ hơn và tốt hơn. Ngoài ra thì máy còn có khung được làm bằng thép không gỉ và mặt lưng là mặt lưng nhám, giúp hạn chế việc bám vân tay ở phần mặt lưng. Giá của iPhone 11 Pro chỉ khoảng là 11 triệu đồng,
Còn iPhone 11 Pro Max sẽ có giá là 14 triệu đồng mà thôi. Nếu như bạn nào yêu thích thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, anh em có thể chọn 11 Pro. Còn nếu như những bạn nào thích màn hình to lớn, rộng rãi và xem giải trí tốt hơn thì anh em hãy chọn 11 Pro Max. Kể từ thế hệ iPhone 6 cho đến thế hệ iPhone 11, chúng ta đã thấy được sự quen thuộc khi mà tất cả các dòng máy này đều có khung được làm cong, đúng không nào? Nhưng mà với dòng iPhone 12 series thì khung máy lại được làm vuông. Mặc dù thiết kế này không quá mới mẻ bởi vì đã từng xuất hiện trên dòng iPhone 4 như là iPhone 5. Nhưng mà việc Apple mang thiết kế cũ này lên trên dòng iPhone 12 series lại tạo cảm giác mới mẻ và tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại của thị trường. Dòng iPhone 12 có tổng cộng là 4 phiên bản, bao gồm iPhone 12 bản tiêu chuẩn nè, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max và iPhone 12 mini. Ở phiên bản iPhone 12 tiêu chuẩn thì máy sẽ có khung được làm bằng nhôm, mặt lưng là mặt lưng kính và được trang bị con chip mới là Apple A14 Bionic, một con chip có hiệu năng chắc chắn nhịn hơn so với con chip Apple A13 Bionic trước đó. Apple A14 Bionic vẫn mang đến hiệu năng tốt và cho phép chúng ta làm đồ họa nặng, cho phép bạn vừa giải trí vừa chơi game tiện lợi mà không hề bị lắc bị giật chút nào cả. Đây cũng là năm đầu tiên mà Apple ra mắt một phiên bản mini. iPhone 12 mini có cấu hình không khác gì so với iPhone 12 bản tiêu chuẩn cả. Khác biệt ở chỗ là kích thước màn hình và kích thước tổng thể máy sẽ nhỏ và gọn hơn. Và đây là phiên bản phù hợp cho những bạn nào có bàn tay nhỏ, nhất là những bạn nữ. Ở hai phiên bản còn lại là phiên bản iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max thì máy sẽ có khung được làm bằng thép không gỉ và vẻ ngoài của máy sẽ có nhiều sự khác biệt hơn so với hai phiên bản nhỏ hơn là 12 mini hoặc là 12 tiêu chuẩn. Bởi vì 12 Pro và 12 Pro Max sẽ có mặt lưng được làm nhám giúp hạn chế việc bám vân tay, còn cái khung máy sẽ được làm bóng và sang trọng hơn, màu sắc cũng riêng biệt hơn nữa. Về giá bán của dòng 12 thì mình sẽ nói cụ thể cho anh em nghe luôn nha. 12 mini máy cũ sẽ có giá là 11.6 triệu đồng, máy mới sẽ có giá là 15.6 triệu đồng. Phiên bản 12 tiêu chuẩn sẽ có giá là 14 triệu đồng, 12 Pro sẽ có giá máy mới là 26 triệu đồng, máy cũ sẽ có giá là 18.3 triệu đồng. Và phiên bản cuối cùng là iPhone 12 Pro Max có giá máy mới là 27 triệu đồng, còn máy cũ sẽ có giá là 21.5 triệu đồng. Và phần cuối cùng trong video này mình sẽ nói về dòng iPhone 13, cũng là dòng máy mới nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tại vì chỉ còn vài ngày nữa thôi thì mình chắc chắn dòng iPhone 13 sẽ không còn là dòng mới nhất nữa bởi vì Apple sẽ nắm bắt sản phẩm mới. Nhưng mà ở thời điểm này thì iPhone 13 series vẫn đang là king trong hệ sinh thái của Apple. Với dòng iPhone 13 thì chúng ta vẫn sẽ có được một thiết kế vuông vức giống như dòng iPhone 12. Khác biệt ở chỗ là máy sẽ có tai thở được thu gọn hơn. Và đây là điều mà Apple đã lắng nghe người dùng và thay đổi từng ngày, từng ngày, từng ngày. Dòng iPhone 13 sẽ được trang bị con chip mới là Apple A15 Bionic, một con chip mạnh nhất của Apple. Rồi, mình sẽ nói luôn về giá bán của dòng iPhone 13 cho anh em tham khảo luôn nha. iPhone 13 bản tiêu chuẩn sẽ có giá là 19.7 triệu đồng, trong khi đó iPhone 13 mini chỉ có giá là 19.4 triệu đồng mà thôi. Phiên bản iPhone 13 Pro sẽ có mức giá là 27.4 triệu đồng cho máy new. Cuối cùng là phiên bản 13 Pro Max có giá chưa đến 30 triệu đồng. Và đây là một giá rất tốt cho anh em nào muốn tham khảo mà mua ngay một chiếc iPhone 13 Pro Max cho riêng mình. Và đó chính là danh sách các iPhone đáng mua trong tháng 3 lần này. Anh em nghĩ sao? Anh em thích chiếc iPhone nào và anh em muốn mình đánh giá chiếc điện thoại nào trong danh sách này? Hãy để lại bình luận bên dưới và cho mình biết nhé. Mình là Trường Ngang, nhớ like và subscribe cho kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.